Em Thảo Hoa Lan mến chào tất cả các quý khách hàng thân yêu của nhà Lan Rừng Chu Thảo ạ. Buổi tối ngày hôm nay ạ, 20 tháng 2 2019, em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, hoan hỷ, hạnh phúc, bình an ạ. Em là Chu Thảo, em ở trên 784 đường Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn. Cô chủ anh chị để kết nối với em Thảo theo hai số điện thoại 0965 495 087 0848 626 228 là hai số điện thoại Zalo của em ạ. Cái số 087 này thì hiện tại Zalo của em đã đầy rồi. Nếu cô chú anh chị để giao lưu với em Thảo thì hãy kết bạn với em Thảo theo số Vina nhé. Cô chú anh chị nào mà đi lên trên thành phố Lạng Sơn để du xuân thì có thể ghé qua cửa hàng của em nhé. Và đầu tiên em xin giao lưu và giới thiệu với cả nhà, đây chính là dòng Sơn Thủy Tiên đấy ạ. Hoa vàng họng nâu đen là một trong những cái dòng hoa được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích ạ. Đó, dòng ngày hôm nay thì cả nhà có thể để ý này, những cái cây mà như thế này nó rất là khỏe này, nó rất là khỏe luôn. Đó, Sơn Thủy Tiên em bán 230.000 một cân, hiện tại thì em có khoảng tầm 8 cân thôi ạ. Em hàng rừng thì không có nhiều bởi vì khi mà mình vận chuyển rất là khó khăn, bởi vì nhà xe họ làm việc rất là nghiêm, rất là chặt. Bởi vì cái vụ ma túy 300 cân người ta gửi theo bao tải đấy, ở trong cái thùng đấy ạ. Thì bây giờ hiện tại các nhà xe đang rất là cảnh giác nên là hiện tại thì cũng chưa có nhiều hàng. Đó, và em sẽ giao lưu với cả nhà về cái mặt hàng kg trước. Và sau đó là những cái hàng, những cái chậu hoa địa lan cũng là những cái cây phi điệp rất là xinh này. Và tiếp theo đây ạ, đây chính là hoàng thảo chuỗi ngọc này. Đây là mặt bông của hoàng thảo chuỗi ngọc này. Đó, hoàng thảo chuỗi ngọc em bán 230.000 một cân ạ. Đó, 230.000 một cân. Hoàng thảo chuỗi ngọc em có khoảng tầm 10 cân để em giao lưu và giới thiệu đến cả nhà. Và bên trên này đây chính là long tu đá tím này. Đó, long tu đá tím cả nhà có thể nhìn thấy này. Em bán giao lưu với cả nhà là 200.000 một cân long tu đá tím. Còn ở bên trên này đây chính là long tu xuân đấy ạ. Long tu xuân em bán 250.000 một cân long tu xuân. Đó, hoàng thảo phi điệp vàng là một trong những cái dòng hoa được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Em bán là 150.000 một cân, là 150 một cân đấy ạ. Đó, hiện tại thì cái trời, cái nhà của em ấy, không biết là cô chú anh chị ở Hà Lạng Sơn có bị nồm không, nhưng mà ngày hôm nay thì gia đình em bị nồm nên là mỗi vết đi là rất là bẩn luôn, lau nó lại bẩn. Đó, đây đà phi điệp vàng em đang phơi ra để cho nó ráo và cho nó đẹp. Và tiếp theo đây chính là kiều mỡ gà. Đó, hoa màu vàng tuyền rất là thơm, rất thơm và hoa cũng rất là bền nữa. Em có khoảng tầm 5 cân thôi. Đó, và tiếp theo đây chính là hoàng thảo Trần Tuấn này, em đang phơi ra để cho nó nóng quá nên là em phơi ra cho nó mát để em đảm bảo hàng gửi cho cả nhà mình ạ. Đó, em đã làm từng dề. Đối với hàng kg thì em bán là 150 một lạng, còn hàng dề thì em đã ghi theo từng dề thế này, thì em sẽ giao lưu và giới thiệu đến cả nhà từng dề luôn. Dề số 1 này, dề số 1 này, đó đang có nụ rồi đây này. Đó, dề số 1 em bán 330.000 này. Dề số 2 là 150 này. Đây ạ. Dề số 3 này, dề số 3 là 200 này. Đấy, trời nhà em nó khắc tự nổm như thế này đấy ạ. Đó. Dề số 4 em bán 350 này. Đó. Đây, cũng đang có nụ này. Hoàng thảo Trần Tuấn, một cái dòng hoa rất là quý và rất là hiếm và được rất nhiều cô chú anh chị cùng sưu tầm đúng không ạ? Và số lượng em lần này em chỉ có 8 cân thôi, nên là cô chú anh chị nào mà yêu thích thì có thể là sưu tầm cho mình một vài lạng để chúng ta cùng nhau sưu tầm ạ. Số 5 này. Đây. Em bán là 150 này, à 140 này. Số 6 là 170.000, số 6 này. Đó. Số 7 150 này. Số 8 là 200.000 này. Đó. Số 9 là 250, số 9 ạ. Đó. Số 10 này, 180.000. Số 10 này rất là mập này. 11 là 160.000 này. 12 em bán 300.000, 12 này. 13 em bán 450, giọt dưới to nhất này. Đó. 14 em bán 280.
Đó, trời đang rất là nồm luôn. Vết đi đến đâu là biết đến đó ạ. Còn riêng hàng kg thì em bán 150 một lạng ạ. Và tiếp theo thì em sẽ giao lưu với cả nhà về những cái hàng chậu nhá. Tiếp theo em xin giao lưu với cả nhà, đây chính là những cây đa châu giống của gia đình em. Đó, cả nhà có thể nhìn thấy này. Đây, trên tay em đang cầm đây rất là xinh đúng không ạ? Em bán là 150 được 4 cây này. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó. Hàng của em chọn rất là xinh đúng không nào? Đa châu giống này. Và tiếp theo đây chính là phi điệp mặt trăng tròn, là cái dòng lai giữa phi điệp năm cánh trắng và trầm trắng đúng không ạ? Và nó sẽ ra cho một cái mặt bông rất là xinh luôn. Đó. Đây, mặt trăng tròn là 75.000 một cây này. Đó, chỗ này. Đây chỉ là đa châu nữa này. Rất nhiều. Tiếp theo đây chính là em chỉ còn có là bao nhiêu chậu nhỉ? Em chỉ còn có là 5 chậu này thôi ạ. Đây chính là điện phát tài, là cái dòng là hồng thần hà đấy ạ. Đó, khi mà chúng ta sở hữu những cái chậu lan, địa lan này thì chúng ta sẽ đem lại may mắn, và em mà mở hàng bằng cái dòng hoa địa phát tài này thì chắc chắn là năm nay em sẽ rất là may mắn đúng không ạ? Đó, và cô chú anh chị khi mà chúng ta mua cái chậu địa này về thì cũng vậy, hoa nở vào Tết và hiện nay thì đã hết hoa rồi đấy ạ. Đó, một năm nở một lần vào Tết đúng không ạ? Đây này. Đó, em bán là 370.000 một chậu. Và tiếp theo đây chính là cái dòng hoa địa lan mạc xuân. Đó, đào cơ hay gọi là đào hồng cơ đúng không ạ? Rất là xinh và rất là đẹp, và một cái dòng địa lan cũng rất là may mắn ạ. Nói chung là em cũng nghiên cứu rõ, nghiên cứu rất là kỹ rồi để em khai xuân bằng những cái chậu hoa rất là phong thủy và rất là may mắn để giao lưu với cả nhà. Đó, đây đã có mặt bông rồi đấy ạ. Đó. Em bán là 270.000 một chậu. Số lượng ngày hôm nay chắc chỉ có khoảng tầm 20 chậu để em giao lưu với cả nhà thôi. Cũng không có nhiều đâu đúng không ạ? Đó. Cái dòng này thì cái chậu của nó rất đẹp luôn. Đây. Như này. Dễ chăm, rất là dễ chăm, mà đây là cái dòng điện lan, lá của nó không phải là dòng cái lá dài, nó là lá ngắn ấy. Nên là nhìn nó rất đẹp luôn. Đó. Nó rất đẹp. Hoa của nó thì tàn rồi. Đó. Tàn rồi đấy ạ. Bởi vì là bây giờ chúng ta để làm giống để sang năm nó lại nở cho chúng ta những cây hoa rất xinh đúng không ạ? Đây. Đó. Em Thảo xin cảm ơn cả nhà mình đã xem video và đã luôn luôn ủng hộ gia đình em ạ. Và em xin kính chúc cả nhà mình một lần nữa có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, tạo ra được thật là nhiều tiền, thật là nhiều điều may mắn cho cuộc sống của mình ạ. Và bây giờ thì em xin kết thúc video đấy ạ. Cả nhà hãy đăng ký kênh bằng cách là ấn vào chữ đăng ký hoặc là ấn vào chuông thông báo để đăng ký kênh của em. Khi mà em đăng bài thì cả nhà có thể là xem luôn ạ. Và mỗi video thì nó sẽ không dài đâu ạ, chỉ khoảng tầm dưới 10 phút thôi, nên là cô chú anh chị có thể là nhìn được thực tế những cái mặt bông luôn. Hoặc là ở gần trên thành phố Lạng Sơn thì có thể qua cửa hàng của em để trực tiếp để lựa chọn ạ. Và một hai vài hôm nữa thì nếu mà em sẽ nhập thêm rất là nhiều mặt hàng mới, và hiện tại thì em có một số mặt hàng em giao lưu với cả nhà. Em rất là mong sẽ được rất nhiều cô chú anh chị ở trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ shop của gia đình em ạ. Và em xin chào và hẹn gặp lại ạ.